Dạ con nghe nè ba. Chết rồi ba ơi, mấy bữa rày á là mẹ bắt đầu nghi ngờ cái vụ ba đi công tác đó. Mẹ cứ hỏi con là ba ở đâu đó mẹ đi tìm á, con không biết nói làm sao luôn đó. Quyên, con nói chuyện với ai mà mờ ám vậy? Con nói chuyện với mua bán đất đai nhà cửa. Cứ gọi hỏi con có nhu cầu mua đất không mà. Nhà mình bự quá rồi, đâu có nhu cầu đâu. Alo, tôi đã nói là tôi không có nhu cầu mua rồi, anh đừng có... Con đang nói chuyện với ba đúng không? Đưa điện thoại đây cho mẹ kiểm tra. Nhanh lên. Không có, con nó không có rồi mà. Tổng đài gọi. Con đó, lúc nào cũng chỉ biết đứng về phía ba, không bao giờ chị suy nghĩ cho mẹ gì hết. Con mà cứ bao che hoài như vậy á, chừng nào ba con mới chịu hiểu ra vấn đề hả? Mẹ, con có bao che cho ba đâu. Con thương ba, thương mẹ bằng nhau mà. Bây giờ có khai ra không? Có gì đâu mà khai. Đưa điện thoại đi cho mẹ. Không có mà, mẹ. Đưa điện thoại đi cho mẹ. Không, nhanh lên. Không mà mẹ. Đưa đây cho mẹ không? Trời ơi mẹ. Đó, Quyên. Đứng lại. Mẹ ơi. Đưa điện thoại đây. Đừng có rùa con nữa. Quyên, đứng lại, mẹ nói. Mẹ với em có chuyện gì mà ồn quá vậy? No. Thì có chuyện gì đâu, sáng sớm người ta gọi, người ta giới thiệu nhà đất, cái mẹ kêu em làm chuyện gì đó mờ ám. Trời. Thì cái chuyện ba đi du lịch đó, mà con nói với mẹ rồi, ba đi du lịch đó là để cho khuây khỏa đầu óc thiệt, chứ con có bao che gì ba đâu. Hay là sắp tới con cũng tới chỗ ba chơi để thăm ba cho ba vui, sẵn có chuyện gì con báo mẹ luôn nha. Con thôi đi, lúc nào cũng binh ba hết trơn á. Ba con bây giờ chỉ biết tới bản thân ổng thôi, cảm giác của vợ con cũng không quan trọng bằng tiệm bánh mì nữa rồi. Mà tụi con á, mau kết hôn rồi sinh con đi. Nhiều khi có cháu ẩm bồng rồi, ba con sẽ không nghĩ tới mấy cái chuyện vô ích đó nữa. Hiểu chưa? Ông anh ba tự luyến của em, mẹ đang nói anh đó. Anh ba đó mẹ. Chứ con á hả, còn bao việc, con còn lo tương lai sự nghiệp của con nữa. Tự nhiên giờ cưới chồng. Khi nào á mà con thực hiện được ước mơ của con thì con sẽ cưới chồng nha. Nhiều chuyện quá. Đưa điện thoại đây. Nữa hả mẹ? Đưa điện thoại đây cho mẹ. Trời ơi mẹ. Đưa đây. Sao sáng sớm mẹ bắt con tập thể dục dữ vậy mẹ? Đứng lại. Hi, tôi Quyên is coming. Trời ơi, sao mà xinh tươi quá vậy? Đúng là đẹp rạng ngời mà không chối ló. Là mặt trời của anh. Chào anh Minh. Chào cô gái vàng chung làng cà khịa. Hết vui. À Minh nói đúng á. Trốn xuống tới đây rồi, cũng theo xuống tới để mà cà khịa cho được nữa. Chàng trai vàng trong làng nói xàm. Nói gì á? Tôi biết ngay là tôi xuống đây là tôi sẽ gặp mặt của anh mà. Tôi đã tự dặn lòng mình là loại anh ra khỏi tầm mắt của mình. Bởi vì sao? Nhà bao việc, ai đâu mà rảnh đi cà khịa anh. Nhà bao việc hả? Vậy xuống đây làm chi? Nè, đừng có tưởng là tôi không biết. Cô xuống này để ngăn cản chú Màu bán bánh mì. Với lại cái chuyện mà cô giấu chìa khóa tiệm, làm cho tiệm mất đơn hàng lớn, đừng có tưởng tôi không biết nha. Tức cái gì? Tức cái gì? Tức tím người mà. Anh có rảnh á thì anh mua thêm muối bỏ vô thức ăn của anh ăn cho não anh nó thêm nếp nhăn nha. Anh nói chuyện phải có suy nghĩ. Ai nói với anh á là tôi giấu chìa khóa của ba tôi? Nếu mà tôi giấu chìa khóa của ba tôi á, mắc mới gì tôi đi tìm? Ai là người nói với anh điều đó? Ai? Anh Minh nói à. What? Cái gì đấy, ngu đản. Why man? Why? Giận dạng người nha. Nè, sao anh làm vậy với em? Tại sao lại vu oan giá họa cho em? Ê, anh là nội gián của mẹ em, đúng không? Anh là cái người nói cho mẹ em biết có một đơn hàng lớn, đúng không? Anh thề à, có trời, có đất, có xe bánh mì làm chứng. Anh cũng định nói mà làm sao dám nói được. Cái thằng tài xế mới nó nói đó. Cái ông tài xế mới này. Được rồi, lên Sài Gòn em sẽ xử ông sao. Em sẽ cho ổng từ mới chưa kịp cũ đi luôn. Đi nó qua bán bánh mì cho anh luôn. Anh không được lên tiếng. Ủa? Bà xuống hả con? Ba! Trời ơi. Ba có nhớ con không? Nhớ con muốn đứt ruột đứt gan luôn nè. Ba đi đâu mà lâu quá vậy? Ba có biết là hả, ở nhà con phải sống với sự nghi ngờ của mẹ, sự dè dặt của chị hai, sự dòm ngó của anh rể, sự im lặng của anh ba. Trời ơi, con muốn chết như là địa ngục vậy đó. Con phải nói dối cho ba nhiều lắm đó. Con có nói ba đâu không? Không, làm sao mà con dám nói ba dưới quê. Con nói với mẹ là ba đi du lịch cho khuây khỏa đầu óc. Rồi khi nào ba về, mẹ hỏi hoài đó. Công việc ở đây cũng gần xong rồi. Mai mốt á, ba con mình về chết, ba nói chuyện với mẹ con sao? Mẹ nha, nhớ tao quá. Chú, vậy tính ra Quyên ủng hộ mình hả chú? Không, tôi ủng
ủng hộ hay không ủng hộ gì ba tôi á cũng không liên quan gì tới anh hết trơn á. Chuyện nhà tôi anh làm ơn làm phước đừng xí vô nha. Tôi dặn mày hoài xí hoài. Cô Quyên á, nó ủng hộ chú từ nào giờ? Hai đứa đừng hiểu lầm, nó tội nghiệp nha. Có ai hiểu lầm đâu ba, chỉ có mấy cái người đàn ông á hả, không biết suy nghĩ, ăn nói xàm xí mới nói vậy thôi. Thôi nó không cần nữa, thôi mình đi về đi. Bà, nó mới xuống chơi tự nhiên mày đuổi nó vậy? Thôi đi vô. Vô, bà mới xuống chơi vô. Xích ra liền nó vô. Rí là từ khi em chơi với ổng là anh gia nhập hội xàm bôi với ổng rồi đó nha. Bà đi gì? Giận vàng người nha. Vậy nha, bước xàm đi nha. Không biết chỗ này chi nữa. Quả tới nữa rồi. Đẹp quá à. Em thấy cái khúc sông này sao? Công nhận á là cảnh của quê mình thanh bình ghê á. Nước sông ở đây mát lắm. Với lại cảnh ở đây đẹp lắm. Bữa nay anh sẽ làm cho em 100 tấm ảnh luôn. Em về em đăng Facebook. Chụp đi chụp dữ vậy. Chụp phải sáng tạo đó nha. 100 tấm khác kiểu nha. Rồi. Chuẩn bị nha. Rồi vậy được chưa? Rồi đẹp. Nè coi nè. Đẹp không? Đẹp á. Trời công nhận anh Minh chụp đẹp ghê nha. Ủa mà xa vậy em cũng nhìn thấy nữa hả? Trời chứ sao. Cảnh đẹp mà em thì chắc chắn đẹp rồi. Nếu mà tấm hình xấu á là chỉ có anh chụp em xấu thôi nha anh Minh. Dễ gì. Bây giờ anh chở em lại khúc sông kia. Đẹp hơn nữa. Được á. Trời đất ơi, anh Minh, vô phụ bán bánh mì chứ chèo chèo ở đâu vậy? Ê cái ông kia, vô duyên vừa thối đâu ra đây vậy? Chỗ tôi với anh Minh đó hả, đang chụp hình thưởng ngoạn, đâu ra nước phá đám vậy? Nè, cô muốn thưởng ngoạn á, cô muốn chụp hình hay muốn lấy cảnh đẹp gì á, thì cô tự cô làm đi. Anh Minh còn phải phụ tôi bán bánh mì nữa chứ. Anh Minh, chèo ở đây cho em. Đang bơi nè. Anh Minh, em á, đứng yên rồi đó, không có nghe lời ảo. Anh Minh, bơi đi cho em. Đứng yên. Anh Minh, chèo đây cho em. Anh Minh, anh không thương em hả? Chèo vô đây cho em. Đứng yên. Rồi giờ một là bơi vô, hai là đứng yên. Bơi vô. Rồi giờ anh bơi vô, hai đứng yên. Đứng yên. Nè, anh Minh, anh quên nhiệm vụ mình cái này là gì rồi hả? Chú để phụ chú Màu, hỏi ý kiến mọi người. Chứ đâu phải rảnh rỗi mà chèo xuồng chụp hình cho người ta. Thôi anh bơi vô Quyên ơi, nhắc tới chú Màu anh sợ lắm. Anh Minh, em nói anh đứng yên ở đây đi. Ba em chịu anh bao nhiêu lương em trả lại cho. Tôi không nổi đâu. Bơi vô lẹ, không em mét chú Màu bây giờ á. Má. Lên. Lên Quyên về. Không. Thôi, không lên, Quyên lên mình về nè. Về. Thôi bỏ nó mình đây đâu được. Thôi về đi, không lên thôi. Về Quyên. Ê, khoan. Anh Minh, đợi em lên với. Trời ơi, cái này. Trên cu mình bỏ quên.